Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thư Web. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bạn cách chúng ta tạo một cái trang G-Site. G-Site là một trong những công cụ giúp chúng ta tạo website trên Google một cách miễn phí và hoàn toàn giúp chúng ta làm được tất cả một số công việc như là web giới thiệu, web bán sản phẩm hay là các bạn làm blog ha. Nếu các bạn đang làm SEO hay là các bạn đang tìm cần một công cụ nào đó làm một cái website để chúng ta giới thiệu sản phẩm, giới thiệu cửa hàng hay là chúng ta có mục đích là kiếm tiền online thì G-Site là một trong những công cụ hữu hiệu để các bạn tạo một cái trang miễn phí đầu tiên. Trong video này mình sẽ đồng hành và chia sẻ các bạn từng bước một chúng ta tạo ra những cái website tương tự như trang này. Bạn có thể tạo ra một website như thế này ha. Nó có cây menu rồi những cái thông tin slider, các bạn có thể làm banner chạy như thế này. Rồi các bạn có thể gắn những cái sản phẩm của chúng ta vào đây, gắn bản đồ, sơ đồ map và tất cả những video trên YouTube và các bạn đưa cái gì vào đây cũng được ha các bạn. Rồi chúng ta có thể nhúng tất cả mọi thứ vào. Thì trong phần giới thiệu này các bạn có thể tạo ra những cái mẫu như thế này ha. Ở đây các bạn cũng có thể đính những cái sản phẩm mà chúng ta đang bán vào đây. Rồi trong phần trang liên hệ thì mình cũng có thể đúng nhúng cái website của chúng ta vào ha. Thì các bạn có thể nhúng cái website của mình vào như thế này. Đó, nó rất là đẹp ha các bạn. Thì các bạn có thể dùng trang này để làm vệ tinh nếu các bạn làm SEO. Thứ hai là các bạn để làm blog ha. Rồi ở trong đây nó có rất là nhiều mẫu thì mình sẽ đi từng bước chi tiết để các bạn cùng thực hiện được. Và chắc chắn 100% video này mình sẽ hướng dẫn các bạn không cần biết lập trình, các bạn cũng có thể làm được ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đồng hành và bắt đầu nhé. Và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký và nút chuông để ủng hộ tinh thần của mình ra những video hữu ích nhé. Rồi, đầu tiên để thực hiện được việc này thì các bạn vào google.com. Các bạn gọi cho mình từ khóa là Google Site. Sau đó các bạn kéo xuống phía dưới này, chúng ta vào cái trang là site.google.com. Rồi phía trên này nó sẽ hiển thị ra các trang web gần đây, tức là tất cả những website trước đây mình đã thiết kế. Rồi bây giờ các bạn có thể di chuyển vào cái phần menu ở đây, các bạn xem thử. Rồi trước đây chúng ta có một cái mục là site cổ điển ha. Bây giờ chúng ta đã đổi qua cái giao diện site 2020 rồi, giao diện mới rồi. Thì Google đã cập nhật cái giao diện hiện đại hơn các bạn. Rồi Google đã cập nhật một cái giao diện tốt hơn cho chúng ta sử dụng được trên thiết bị di động luôn. Bây giờ để thêm được một cái website thì các bạn di chuyển xuống cái dấu cộng dưới đây, các bạn bấm vào. Rồi sau khi mà chúng ta bấm vào nó sẽ hiển thị ra cái hộp thoại này ha. Thì các bạn di chuyển tới phần trang này trước. Rồi ở đây phần trang này mình sẽ bấm vào cái phần dấu cộng ở đây. Hiện tại á, khi mà chúng ta vào phần trang nó sẽ có phần trang chủ trước. Thì mình sẽ bấm vào dấu cộng ở đây. Mình sẽ nhập một cái trang tiếp theo là cái trang giới thiệu. Rồi các bạn bấm vào cái phần nâng cao ở đây. Cái đường dẫn tùy chỉnh này tức là chúng ta muốn gắn cái nội dung menu này đi qua cái trang khác hả các bạn. Thì ở đây mình không có gắn thì mình đặt lại như vậy luôn, sau đó bấm OK. Rồi các bạn bấm vào dấu cộng tiếp theo, mình sẽ tạo cái trang thứ ba là cái trang sản phẩm. Bấm vào xong. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ tạo một trang nữa là trang liên hệ. Rồi OK. Thì khi mà các bạn tạo ra thì nó sẽ sắp xếp lộn xộn như thế này. Nếu các bạn muốn kéo nó nằm phía dưới á, các bạn nắm chuột đây, các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn thả ra thì những cái trang này nó sẽ tự động sắp xếp theo trình tự thôi các bạn. Thì các bạn sau khi mà các bạn tạo ra cái menu xong rồi á, các bạn nhìn vào phía bên đây thì nó hiển thị ra một cái menu như thế này, từ trang chủ, sản phẩm, giới thiệu và liên hệ, đúng không các bạn? Rồi OK. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm cho từng trang, giao diện cho từng trang ha các bạn. Các bạn quay trở lại giúp mình cái phần là trang chủ ở đây, các bạn bấm vào. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi thay đổi cho cái nội dung trang chủ. Thì ban đầu thì chúng ta phải chỉnh sửa lại cái trang web không có tiêu đề ở trên này, thì các bạn sửa lại cái tiêu đề ha. Rồi ở đây mình sẽ sửa thành là trang chủ nước Gia Đam. Tiếp theo trong cái phần này thì các bạn thêm một cái biểu trưng cho nó ha. Các bạn bấm vào thêm biểu trưng, các bạn lưu ý là chúng ta đang ở trang chủ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào thêm biểu trưng. Biểu trưng tức là một cái icon đó các bạn, logo á. Các bạn bấm vào đây, các bạn bấm tải lên. Hoặc là nếu mà các bạn có ảnh trên Google Drive thì các bạn bấm vào chọn ở đây ha. Mình chưa có thì mình sẽ bấm tải lên. Rồi trong phần này thì mình sẽ đi chọn cái mẫu này, mình sẽ sửa tên thành logo. Sau đó mình sẽ upload lên. Rồi sau khi mà thêm xong biểu trưng thì các bạn nhìn lên đây, nó đã thêm được cái thằng này. Tiếp theo trong đây chúng ta sẽ thay đổi lại cái ảnh đại diện phía trên này. Thì các bạn có thể bấm vào đây, chúng ta chọn loại ảnh ha. Rồi các bạn tải lên. Rồi ở đây mình sẽ chọn một cái ảnh hình chữ nhật nha các bạn. Rồi mình sẽ chọn cho nó một cái ảnh có nền như vậy và nó sẽ tối hơn các bạn. Các bạn nên chọn một cái ảnh có hình mờ thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, nó sẽ hiển thị cái nền mờ cái cây Nha Đam như thế này, nó rất là đẹp. Ngoài ra các bạn có thể kéo thằng này, các bạn chỉnh là ha, các bạn bấm vào phần loại tiêu đề thì các bạn có thể chọn là bìa nè thì nó sẽ to ra,
rồi chọn vào biểu ngữ lớn thì nó sẽ vừa ha, cỡ 50% cái màn hình. Tiếp theo trong phòng biểu ngữ thì nó sẽ nhỏ lại và chỉ tiêu đề trang thôi, thì nó sẽ tắt cái hình đi, nó hiển thị ra cái tiêu đề trang ở đây. Thì thông thường mình sẽ bấm vào cái phần biểu ngữ để cho cái khu vực này nó vừa phải mắt người dùng hả các bạn. Rồi trong phần tiêu đề trang này thì chúng ta sẽ chỉnh sửa thành trang chủ. Ok, mình sẽ chỉnh thành trang chủ nước Nha Đam. Rồi trong phần này thì nó hơi lớn quá, thì các bạn có thể kéo giãn cái thằng này ra ha, chúng ta cho nó nằm trên một hàng. Ngoài ra các bạn trong phần tiêu đề này, các bạn chọn vào tiêu đề thứ hai này thì nó sẽ bó hẹp lại ha. Nếu các bạn muốn cho nó lớn hơn thì chúng ta chọn vào tiêu đề ở đây đó, nó sẽ rộng như thế này. Rồi cái phần văn bản này á, cái phông chữ thì chúng ta chỉnh sau nha các bạn, hoặc là chúng ta chọn một văn bản thường thì nó rất là nhỏ thôi các bạn. Ở đây thường thì mình sẽ chọn vào tiêu đề này, rồi cho nó vừa phải thôi. Tiếp theo nếu các bạn muốn cho nó bôi đậm thì các bạn bấm vào đây ha. Rồi ở phần trang chủ nước Nha Đam này, các bạn có thể gắn một cái đường link bất kỳ vào đây nha. Rồi ở đây mình sẽ gắn cái website của mình vào, mình sẽ qua cái trang Alo Cocktail của mình, rồi mình sẽ copy cái thằng đường link này mình vào đây, mình sẽ đính cái đường đính kèm vào đây bấm, rồi mình sẽ gắn cái đường link của mình vào, sau đó bấm vào áp dụng. Như vậy là cái đường link của chúng ta đã được lưu rồi các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ format cho cái phần nội dung bên phía dưới này. Thì các bạn có thể lắp được rất là nhiều thứ, rồi các bạn di chuyển qua cái phần lắp ở đây. Rồi ở đây thường thì mình sẽ chọn cái thằng này, mình kéo vào. Đó, thì khi đó nó sẽ hiển thị bên đây là một cái ảnh, rồi bên đây một đoạn văn bản ha các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm tải lên. Rồi các bạn lựa chọn một cái ảnh, sản phẩm đại diện hoặc là một cái hình gì đó, thì các bạn có thể bấm vào đây, các bạn kéo giãn xuống ha cho nó to ra. Rồi ở đây thì mình sẽ nhập một cái đoạn giới thiệu vào ha. Rồi mình sẽ nhập một đoạn giới thiệu về chúng tôi. Tiếp theo ở đây mình sẽ cho nó là cái tiêu đề lớn ở trên này, rồi mình cho nó bôi đậm. Rồi trong phần nội dung này thì các bạn có thể đưa những cái văn bản vào đây ha các bạn. Rồi mình quay qua trang này, mình sẽ nhấn một cái vào phần giới thiệu. Mình sẽ qua trang chính này, mình sẽ bấm vào phần giới thiệu. Rồi mình sẽ copy một đoạn văn bản ở đây. Rồi mình bỏ vào đây ha. Tuy nhiên là các bạn không được sử dụng cái văn bản trùng lại nha. Nếu các bạn vào đây các bạn làm Google Site để làm trang vệ tinh cho chúng ta, để làm SEO cho nó tốt, thì các bạn phải chỉnh sửa nội dung này lại ha. Tuyệt đối chúng ta không để trùng lặp như vậy. Tuy nhiên trong phần này thì mình hướng dẫn các bạn thì mình sẽ copy tạm bên đó ha các bạn. Rồi chúng ta có thể chỉnh lại cho nó có những cái dấu này ha. Tiếp theo mình sẽ thêm một dòng nữa cho nó cân đối. Rồi tương tự như vậy ha các bạn. Rồi ở đây chúng ta có thể chọn vào cái tiêu đề phụ cho nó to lên một tí ha. Mình sẽ xóa đi một dòng bớt cho nó gọn bớt. Rồi ngoài ra cái thằng này các bạn có thể cho nó nằm chính giữa ha, bấm vào đây mình có thể cho nó nằm chính giữa. Như vậy là chúng ta xong được cái khu vực đầu tiên. Tiếp theo cái khu vực thứ hai thì mình sẽ cho một cái số hình ảnh đại diện vào, thì các bạn di chuyển qua đây, các bạn có thể kéo cái bốn cái hình này vào. Rồi các bạn đưa những cái ảnh chúng ta vào ha, các bạn bấm vào đây, các bạn bấm tải lên, rồi các bạn bấm chọn hình ha. Mình sẽ chọn bốn cái hình sản phẩm của mình. Rồi như vậy là chúng ta đã thêm xong bốn cái hình rồi các bạn. Thì tiếp theo trong phần chỉnh sửa văn bản này thì các bạn có thể thêm một cái đoạn text vào ha, cái đoạn văn bản vào. Rồi sau đó các bạn bôi chọn thằng này, các bạn cho nó là tiêu đề ha, cho nó lớn một tí. Rồi ở trong thằng này thì các bạn cũng có thể gắn cái đường link ha. Thì thường ở đây mình sẽ gắn cái đường link cái sản phẩm chính của mình làm SEO vào đây, thì các bạn di chuyển qua đây ha, mình sẽ vào cái trang sản phẩm này. Rồi mình sẽ copy cái đường link thằng này, bấm vào sao chép địa chỉ liên kết. Sau đó các bạn quay ra đây, các bạn bấm vào cái nút này, chèn liên kết. Rồi các bạn nhúng vào, sau đó bấm vào áp dụng. Ok, như vậy là nó đã xong rồi các bạn. Nếu các bạn thấy nó xuống dòng xấu quá thì các bạn có thể giảm lại ha. Các bạn có thể là cho cái tiêu đề phụ ở đây. Đó, như vậy là vừa thôi các bạn. Rồi tiếp theo tương tự như bên đây thì các bạn nhập tên vào ha. Như vậy là mình đã thêm 40 cái hình ảnh, rồi 4 cái tiêu đề của sản phẩm và 4 cái đường link. Okay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái slide. Các bạn kéo xuống phía dưới này, các bạn bấm vào cái phần băng truyền hình ảnh, bấm đúp vào đây. Rồi các bạn bấm dấu cộng, các bạn bấm vào tải hình ảnh lên. Rồi trong cái phần này thì các bạn up hình lên, các bạn lựa chọn ít nhất tối thiểu là từ 2 tới 3 tấm ha. Rồi miễn nó có kích thước bằng nhau là được nha các bạn. Rồi mình sẽ chọn 2 tấm này, sau đó chúng ta bấm vào open. Sau đó các bạn di chuyển lên phía trên này, nó có hình biểu tượng bánh răng, các bạn bấm vào giúp mình. Đầu tiên các bạn bấm vào cái phần tự động bắt đầu thì cái slide của chúng ta nó sẽ tự động chạy qua các bạn. Trong cái phần tốc độ chuyển đổi này thì các bạn bấm sổ ở đây. Nếu các bạn muốn cho nó chạy chậm thì bấm vào chậm, còn nếu các bạn muốn cho nó trung bình thì bấm vào đây, hoặc là nhanh thôi các bạn. Rồi ở đây mình sẽ chọn trung bình. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào cái nút chèn.
À, như vậy là nó tạo ra cái slide của chúng ta. Rồi sau đó các bạn thấy hình của chúng ta bị bể không? Các bạn kéo giãn ra ha, kéo giãn cho nó full ra. Rồi chúng ta bấm vào cái phần phía dưới này. Rồi, phần phía dưới này ha. Rồi ok, như vậy là mình đã thấy vừa rồi. Nếu các bạn muốn cho nó nằm phía trên á, thì các bạn có thể nắm cái thằng này. Các bạn kéo, các bạn thả vào đây. Đó, các bạn thả ha, thì cái slide của chúng ta nó sẽ nằm ở đầu như thế này. Rồi các bạn kéo tinh chỉnh đến khi nào nó vừa ý nha. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã xong một cái slider nằm phía trên này ha. Mình phải đưa xuống dưới, sau đó mình kéo lên để cho các bạn hiểu được cái quy trình kéo thả như thế nào hả các bạn. Tiếp theo trong cái ô này thì thường mình sẽ để một cái bản đồ Google Map hả các bạn. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào bản đồ. Rồi các bạn nhập bất kỳ một cái vị trí nào mà chúng ta đã đánh dấu lên Google Map nha các bạn. Nếu cái trường hợp mà các bạn chưa biết đánh dấu cái địa chỉ của công ty hoặc là cửa hàng mình lên Google Map á, thì các bạn lên YouTube gọi với mình từ khóa là đưa địa chỉ công ty lên Google Map Quang Thế Web ha. Các bạn xem giúp mình cái video này để chúng ta đưa lên nha. Rồi mình sẽ quay trở lại đây, mình sẽ nhập cái vị trí vào. Ví dụ như mình nhập như vậy ha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại cái địa chỉ của chúng ta đã đúng chưa. Sau đó các bạn bấm vào cái nút chọn ở đây. Rồi sau khi nó hiển thị ra cái biểu đồ như thế này thì các bạn kéo co giãn ra đây hết luôn ha. Rồi thường thì mình sẽ cho nó full lên như thế này luôn cho khách hàng người ta xem cho nó dễ. Ok chưa các bạn ha. Như vậy là cái biểu đồ của chúng ta nó tạo rất là nhanh rồi. Rồi tiếp theo dưới cái bản đồ Google Map này mình sẽ thêm một cái thông tin liên hệ. Thì các bạn nhìn qua phía bên tay phải này, các bạn bấm vào hộp thoại quang bản. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhập thông tin liên hệ vào thôi các bạn. Mình sẽ di chuyển qua cái website của mình sẽ copy cái phần chân trang ở đây. Các bạn bôi chọn, các bạn copy ha. Rồi quay ở đây mình sẽ paste vào. Nếu các bạn không có thì chúng ta nhập tay vào nha các bạn. Còn ở đây mình có sẵn thì mình làm như vậy cho nó nhanh. Sau đó các bạn bấm vào cái thằng này, các bạn chọn cho nó là tiêu đề. Ok, cho nó sẽ to lên và đẹp như thế này. Sau đó chúng ta bấm vào bôi đậm lên cho nó đẹp ha. Rồi cái thằng này mình cũng làm tương tự như vậy, mình bôi đậm nó lên. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái phần này. Thì các bạn sẽ thu gọn cái thằng này lại ha. Nó đang full nè. Các bạn kéo cho nó thành 50% thôi. Ok như vậy ha. Rồi bên cái phần bên góc này á, thì mình sẽ thêm một cái video trên YouTube vào. Thì các bạn di chuyển vào bên đây, các bạn bấm vào YouTube. Rồi chúng ta sẽ lên YouTube, chúng ta tìm một cái video và chúng ta lấy cái URL gắn vào đây ha. Rồi mình sẽ quay lại trang YouTube mà mình sẽ lấy một cái video trên này mình gắn vào. Các bạn bấm vào một cái video như thế này. Sau đó các bạn nháy phải, các bạn bấm vào sao chép URL video. Rồi các bạn quay trở lại đây giúp mình ha. Các bạn copy dán vào đây. Sau đó chúng ta bấm vào cái nút search ở đây. Rồi nó sẽ hiển thị ra cái video này, các bạn kiểm tra lại đúng chưa. Nếu đúng chúng ta bấm vào chọn. Nó sẽ bôi một cái đường viền lên như thế này. Sau đó các bạn bấm vào chọn. Rồi video nó xuất hiện ra thì các bạn kéo thả lên phía này ha. Các bạn kéo thả lên đây. Rồi nếu cái video này cái tỷ lệ nó chưa đúng thì các bạn có thể bấm vào đây, các bạn có thể gom nó lại ha. Đó, các bạn gom nó lại. Rồi các bạn có thể điều chỉnh lại cái tỷ lệ cho nó phù hợp ha. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần trang chủ. Đó, các bạn thấy từ đầu chúng ta có tạo ra một slide, rồi chúng ta tạo ra những cái thông tin này rất là nhanh đúng không các bạn. Chúng ta mất có vài phút chúng ta đã tạo xong rồi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ di chuyển qua phần trang sản phẩm, các bạn bấm vào đây. Rồi ở trang sản phẩm này chúng ta cũng làm tương tự như vậy nha. Chúng ta cũng cho nó một cái ảnh đại diện và những cái thông tin này ha. Ở đây mình sẽ nhập là sản phẩm nước da đam, các bạn cứ nhập vào bình thường nha. Tiếng Việt thì nó sẽ lỗi phông, tuy nhiên tí nữa chúng ta sẽ chỉnh lại. Rồi trong cái phần thay đổi ảnh đại diện này thì mình bấm vào chọn hình ảnh. Khi mà chúng ta bấm vào cái phần thư viện này thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều mẫu nó gợi ý chúng ta. Thì các bạn có thể lựa chọn cái giao diện này ha. Rồi mình sẽ bấm chọn một cái giao diện trên này. Đó, nó sẽ hiển thị ra như thế này. Rồi sau khi chúng ta sửa cái tiêu đề và cái hình nền rồi thì các bạn di chuyển xuống phía dưới này, chúng ta sẽ làm cấu trúc cho trang sản phẩm. Các bạn nhìn vào đây thì nó có trong phần bố cục này nó có rất là nhiều mẫu, các bạn thích chọn mẫu nào thì các bạn kéo vào sử dụng ha. Thì ở đây mình sẽ chọn cái mẫu này. Rồi khi mà các bạn bấm vào mẫu ba sản phẩm này á, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta ba cái layer như thế này, ba cái mẫu như thế này. Tuy nhiên sản phẩm của mình bốn cái, nếu mà mình để một cái rớt xuống dưới thì nó xấu quá. Bây giờ mình sẽ chia bố ba cái thằng này thành bốn cột. Các bạn xóa hai cái cột cuối cùng này đi. Rồi ở đây các bạn cứ thao tác một cái sản phẩm bình thường nha các bạn. Các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào tải. Rồi các bạn up hình sản phẩm của mình lên. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái hình sản phẩm. Rồi các bạn có thể bóp nhỏ lại ha, các bạn bóp nhỏ lại thôi. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào nhấp chỉnh sửa văn bản thì các bạn nhập sản phẩm vào đây. Rồi cũng tương tự như bên trang chủ thì chúng ta cho thằng này thành văn bản là tiêu đề phụ cho nó nhỏ lại ha các bạn. Rồi các bạn thả ra thì các bạn thấy cái hình của chúng ta nó đã bị mất đi một góc ha. Các bạn có thể bấm vào chúng ta kéo to ra một tí hoặc là các bạn gom lại. Đó, các bạn gom nhỏ lại đến khi nào mà cái hình của chúng ta không bị mất là ok ha các bạn.
rồi mình sẽ gom nhỏ lên một tí nữa. Rồi ok, tiếp theo trong phần đây thì chúng ta sẽ nhập một ít nội dung mô tả vào ha. Rồi các bạn sẽ nhập nội dung vào đây nha các bạn. Thì thông thường ở đây mình sẽ chọn cái thằng này là mình sẽ bôi đậm nó lên. Rồi như vậy thì khách hàng sẽ dễ thấy hơn. Tiếp theo nếu các bạn muốn thêm một cái nút ở dưới này cho nó đẹp á, thì các bạn di chuyển vào đây, các bạn bấm vào phần nút thì mình sẽ bấm vào xem thêm. Rồi các bạn bấm vào cái phần liên kết, thì liên kết này thường thì mình sẽ gắn ra website ha. Mình quay ra đây, mình sẽ copy cái đường link này, mình bấm vào sao chép địa chỉ. Rồi các bạn bấm paste vào đây ha, các bạn bấm vào tràn. Rồi các bạn có thể kéo giãn cho nó to ra một tí. Rồi các bạn có thể kéo lên phía trên này cho nó nằm vào khung luôn ha. Rồi các bạn thả ra. Sau khi chúng ta format một cái sản phẩm nó cố định, nó đẹp như vậy rồi, thì các bạn bấm vào đây. Các bạn nhớ là chúng ta phải chọn để cho nó bold viền như thế này ha. Sau đó các bạn bấm vào cái nút sao chép phần ở đây. Rồi nó sẽ nhân đôi lên cho chúng ta. Các bạn nắm cái phần này, các bạn kéo lên phía trên này ha. Rồi chúng ta làm 4 cái tương tự như vậy. Rồi nó sẽ nhân đôi ra cho chúng ta như vậy ha. Rồi mình kéo mình thả lên. Đó, nó tạo ra 4 sản phẩm. Rồi để chỉnh sửa thì các bạn bấm vào đây. Thì các bạn bấm đứt vào ha, bấm chuột hai cái. Rồi nó sẽ hiển thị ra cái nút này, các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn bấm vào cái dấu ba chấm ở đây, các bạn bấm vào thay thế hình ảnh. Rồi mình sẽ tải ảnh lên. Rồi các bạn làm tương tự như vậy cho cái ảnh tiếp theo ha. Như vậy là chúng ta đã thay xong 4 cái ảnh ha. Tương tự như vậy thì các bạn thay đổi cái nội dung này lại giúp mình ha. Rồi ở đây chúng ta vẫn bấm vào, các bạn thay đổi lại cái đường link ha. Thì ở đây sản phẩm nào thì chúng ta quay ra đây, các bạn copy đường link cho nó phù hợp ha. Rồi cũng giống như chúng ta làm trang chủ lúc đầu đúng không các bạn. Rồi bấm vào cập nhật ở đây là xong. Rồi như vậy là chúng ta xong cái phần này ha. Thì nội dung này mình sẽ cập nhật sau. Rồi sau đó các bạn di chuyển qua cái phần là giới thiệu. Trong phần giới thiệu này thì các bạn có thể chọn bố cục tùy chỉnh tương tự như vậy. Rồi giới thiệu này thì thường mình sẽ cho một cái hình ảnh và một cái đoạn văn bản vào. Thì ở đây mình chọn vào bấm tải lên. Rồi chúng ta bấm vào cái phần này. Rồi mình sẽ kéo giãn cho cái ảnh này nó to lên. Sau đó mình sẽ quay ra lại cái trang này, mình sẽ copy cái nội dung ha. Rồi tiếp theo mình sẽ thêm một cái nút. Các bạn bấm vào đây một, các bạn cho một cái nút vào. Xem chi tiết. Rồi mình gắn cái web của mình vào đây, mình gắn trang giới thiệu của mình vào đây ha. Rồi bấm tràn vào, rồi sau đó chúng ta bấm thả lên đây. Ok, như vậy là xong rồi các bạn. Nếu trường hợp các bạn muốn sửa cái nút nó lại thì các bạn bấm đúp nó vào ha, thì các bạn sửa lại đây. Rồi các bạn bấm cập nhật. Như vậy là xong. Rồi như vậy là chúng ta format xong cái phần giới thiệu. Thì cái phần cuối cùng là chúng ta di chuyển qua cái phần trang liên hệ. Thì trang liên hệ thường thì mình sẽ cho một cái bản đồ Google Map vào. Các bạn bấm vào Google Map ha, làm tương tự như trang chủ. Thì các bạn bấm vào, các bạn nhập vào đây. Rồi mình sẽ chọn đây ha. Sau đó mình sẽ zoom to lên kiểm tra một lần nữa. Sau đó bấm vào chọn. Rồi mình sẽ kéo to nó ra, kéo full nó ra luôn. Ok, như vậy là chúng ta xong Google Map. Ở đây mình sẽ cho nó một cái bộ chia. Rồi nó để cho nó ngăn cách hai phần này ra. Rồi sau khi mà chúng ta cho được cái viền này thì nó sẽ phân cách ra hai phần riêng biệt hết các bạn. Rồi các bạn vào đây thì ở đây mình có thể nhúng ha, các bạn có thể nhúng một cái trang web hoặc là cái gì vào cũng được ha. Trong ở đây nó có một cái phần nhúng thì mình sẽ nhúng cái biểu đồ web của mình vào. Rồi mình sẽ nhúng toàn bộ cái trang liên hệ của mình vào đây. Rồi các bạn copy cái đường link website của chúng ta, các bạn vào đây, các bạn bấm vào, các bạn nhúng ha, thì các bạn đợi cho nó lót lên. Khi nhúng xong thì nó sẽ hiển thị như thế này, các bạn bấm vào toàn bộ trang, các bạn lắp vào đây. Rồi khách hàng có thể xem website của mình y như là đang ở trên web của mình ha. Rồi các bạn kéo thằng này tương tự cho nó rộng ra. Đó, thì khách hàng vào đây vừa đọc được những thông tin này và khách hàng có thể xem được những thông tin địa chỉ này của mình luôn. Và trên website của mình nó vẫn tăng được cái traffic nha các bạn ha. Website của mình thì khách hàng biết sẽ nhiều hơn. Rồi ok, như vậy là chúng ta xong cái phần trang giới thiệu ha. Bây giờ chúng ta bấm vào cái phần công bố ở đây. Rồi, trong phần công bố này thì các bạn sẽ nhập một cái địa chỉ ha, các bạn sẽ nhập một cái địa chỉ website của chúng ta vào. Rồi, ở đây mình sẽ đặt một cái tên là Alo Cocktail, tương tự như cái trang chính của mình ha. Trang chính của mình là alococktail.com thì bên đây mình cũng đặt là Alo Cocktail cho nó đồng bộ luôn. Rồi, sau khi mình nhập cái tên xong, các bạn di chuyển xuống phần là cài đặt tìm kiếm. Thì nó ở đây nó hiển thị trong cái đoạn test là yêu cầu công cụ tìm kiếm công khai, không hiển thị trang web của bạn. Thì ở nếu các bạn chat vào đây á, thì người ta tìm sẽ không thấy website của bạn ha, tức là ở chế độ riêng tư. Còn các bạn muốn làm SEO hoặc là các bạn muốn cho khách hàng tìm thấy của chúng ta thì chúng ta tắt cái thằng chat này đi ha, các bạn lưu ý cái phần này nha. Sau đó các bạn bấm vào phần là công bố.
Rồi, như vậy là website của chúng ta đã được xuất bản. Thì để xem thì các bạn bấm vào đây, biểu tượng sao chép đường link này. Rồi các bạn copy cái đường link này ha, các bạn bấm vào sao chép đường link liên kết. Rồi mình sẽ mở một cái tab trình duyệt ẩn ha. Sau đó chúng ta sẽ bắt đường link vào đây xem thử. Rồi các bạn bỏ cái thằng đuôi này đi ha. Bây giờ trang của chúng ta có tên là site.google.com/quillallococktail. Các bạn bấm enter một cái. Rồi đây là toàn bộ cái trang chủ của mình ha các bạn. Các bạn ở đây nhìn thấy là phần này là phần banner ha, phần slider nó chạy. Rồi các bạn kéo phía dưới này, chúng ta có những cái thông tin vừa nãy chúng ta format. Rồi ở đây khách hàng sẽ thấy được tất cả những sản phẩm của chúng ta. Rồi đây là tất cả những cái video và cái bản đồ Google Map ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ di chuyển qua cái phần sản phẩm này. Rồi các bạn có thể thay đổi lại. Rồi đó là cái giao diện của chúng ta ha các bạn. Khi nãy mình format như thế nào thì nó sẽ như vậy. Rồi quay ra cái phần trang liên hệ này thì các bạn sẽ thấy một cái điểm rất là hay. Thì đầu tiên là cái bản đồ đúng không? Ở dưới đây là cái website của mình nó chạy luôn các bạn. Đó, cái website trang liên hệ của mình nó sẽ chạy trực tiếp trên này luôn. Đó, rất là đẹp ha. Một cái phần quan trọng nữa thì trong phần này các bạn có thể kiểm tra được cái giao diện Revensio ha. Rồi, nếu các bạn kiểm tra trên di động bấm vào đây thì nó sẽ chạy như thế này ha. Mình quay ra trang chủ, bấm vào cái phần logo quay ra trang chủ. Thì các bạn thấy ha, trên di động chúng ta vẫn kiểm tra được luôn, nó chạy Revensio rất là tốt, tức là chạy đáp ứng thiết bị di động nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thêm trên iPad ha. Đó, rất là ngon lành. Rồi tương tự như vậy xem trên desktop. Rồi ok. Rồi như vậy là chúng ta đã thêm cái website thành công các bạn. Rồi một cái yêu cầu nữa ở đây nữa, nếu các bạn muốn thêm một người khác vào quản trị cái website của chúng ta thì các bạn bấm vào dấu cộng ở đây. Rồi các bạn bấm vào nhập tên mọi người vào đây ha, các bạn sẽ gửi cho họ. Rồi tiếp theo các bạn di chuyển lên cái dấu ba chấm này, các bạn bấm vào giúp mình. Thì các bạn bấm vào phần sao chép trang web. Ở đây các bạn có thể lưu lại cái giao diện mẫu này ha vào Google Drive. Các bạn đặt cho nó một cái tên ha. Rồi sau đó các bạn bấm chọn cho nó một cái nơi lưu trữ. Rồi mình sẽ tạo một thư mục ở đây là bản sao nước Gia Đam. Rồi các bạn bấm tạo cho nó một cái đường link ha. Chúng ta bấm chọn cho nó một cái thư mục, sau đó bấm vào sao chép. Thì cái công việc này nó sẽ giúp chúng ta sao lưu lại cái mẫu giao diện này. Nếu sau này các bạn có muốn dùng lại thì chúng ta backup lại rất là nhanh ha các bạn. Rồi, quá trình sao chép đã bắt đầu, hãy kiểm tra email để biết nội dung cập nhật. Thì các bạn vào email, bạn vào Gmail. Rồi các bạn thấy các bạn sao chép của chúng ta nó được báo về như thế này, các bạn bấm vào đây ha, các bạn xem thử. Rồi, các bạn sao chép của chúng ta nó đã tạo ra như thế này ha. Lần sau các bạn muốn sử dụng thì các bạn chỉ chỉnh sửa lại những cái thông tin này thôi và thay đổi lại cái thông tin tên miền của chúng ta nha các bạn. Rồi tiếp theo, nếu chúng ta muốn gắn một cái tên miền chính thức vào thì chúng ta làm như thế nào? Rồi các bạn di chuyển lên cái dấu cài đặt ở đây, cái bánh răng nha các bạn di chuyển tới phần là URL tùy biến, một cái tên miền thì các bạn gắn vào đây ha. Nếu các bạn muốn mua tên miền thì các bạn có thể mua trực tiếp trên Google, chúng ta gắn DNS cho nó dễ nha các bạn. Rồi, ở đây chúng ta có thể tạo ra bất kỳ những cái tên miền nào của chúng ta, ví dụ như alocoptai.com, alocoptai.net.vn gì đó cũng được ha. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần Google Site một cách rất là chuyên nghiệp. Đây là một trong những cái trang giúp chúng ta làm vệ tinh, hoặc là các bạn có thể làm blog, chúng ta gắn Google AdSense, hoặc là chúng ta viết những cái chia sẻ gì đó trên đây mà chúng ta không phải mất phí nha các bạn. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn ha. Ok, video này đã hướng dẫn và chia sẻ các bạn tạo ra một cái website trên Google Site thành công. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu trong quá trình thực hiện, bạn nào gặp vấn đề khó khăn, hãy để lại nội dung trong phần bình luận bên dưới. Mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn. Và các bạn, và nếu thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký và nút chuông để ủng hộ tinh thần của mình ra những video hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.